một thiên thần, ba thánh và một giáo hoàng để xin ơn sinh con. Thiên thần Gabriel, thánh Nicola Tolentino, thánh Colette Corbier, thánh Francisco Paul và giáo hoàng Gioan 23. Sau Đức Mẹ, biểu tượng tiêu biểu cho tình mẫu tử là ba thánh, một thiên thần và giáo hoàng tốt lành để cầu xin ơn sinh con. Có thai đôi khi cần rất nhiều thì giờ, và đôi khi vì chờ đợi quá lâu mà vợ chồng đau buồn, để rồi nhiều khi lại làm xáo trộn đời sống tình cảm của họ, hay người này, người kia bị cho là nguyên nhân của hiếm muộn. Có khi tình trạng đau khổ này cộng thêm các lần sảy thai làm cho hai vợ chồng càng lo lắng hơn, và nỗi sợ mà các chuyên gia thường khuyên họ nên kiên nhẫn, nên suy nghĩ cho hợp lý để tránh tổn thất về mặt tâm lý. Và đúng vậy, sự chờ đợi này nhiều khi trở nên không chịu đựng nổi, kéo theo sự bất an mà người trong cuộc nhiều khi phải chịu đựng suốt đời. Nhưng trong mỗi khó khăn đều có các thiên thần hộ thủ hay các thánh luôn cầu bầu, giúp đỡ cho những người tuyệt vọng. Những thánh được giáo dân chạy đến xin ơn trong các trường hợp cá biệt của họ. Thiên thần Gabriel. Thiên thần Gabriel là thiên thần đến báo tin cho Đức Mẹ cũng như cho ông Zacharia biết bà Isabel vợ của mình dù đã lớn tuổi sẽ sinh hạ thánh Gioan Baptista. Người ta thường nói thiên thần Gabriel là thiên thần đặc biệt giúp cho phụ nữ. Các bà đang mang thai cũng như các bà hiếm muộn đều đến cầu cứu với thiên thần Gabriel. Thánh Nicola Tolentino 1239-1305. Thánh Nicola Tolentino sinh vào thế kỷ 13 và chính Thánh Nicola là người được ơn vì mẹ của thánh nhân bị hiếm muộn. Bà đến xin Thánh Nicola Paris, vị thánh nổi tiếng chữa lành bệnh hiếm muộn, để tạ ơn Thánh Nicola Paris. Em bé sinh ra có tên rửa tội là Nicola. Thánh bổn mạng lại trở thành gương mẫu cho sự thánh thiện của em bé Nicola lớn lên sau này. Từ khi lên 7, Thánh Nicola Tolentino đã có lòng thương xót người nghèo một cách đặc biệt. Thánh Colette Corbier 1381-1447. Cũng vậy với trường hợp của Thánh Colette Corbier, sinh ở vùng Picardy, nước Pháp. Khi cha mẹ đã ngoài 60, cha mẹ đặt tên cho con là Nicolette vì họ đã cầu nguyện rất nhiều với Thánh Nicola. Vì thế, nhiều cha mẹ hiếm muộn đã đến cầu xin với Thánh Nicola. Thánh Francisco Paul 1416-1507. Cũng như Thánh Nicola Tolentino, Thánh ẩn sĩ Francisco Paul sinh 15 năm sau khi cha mẹ lập gia đình. Cha mẹ đã cầu nguyện với Thánh Francisco Assisi. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, 1881-1963. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 là một trường hợp ngoại lệ. Ngài trở nên thánh của trẻ con sau câu Ngài tuyên bố trong bài diễn văn ngày 11 tháng 10, 1962. Xin cha mẹ về ôm hôn con mình và nói với chúng, nụ hôn này là nụ hôn của Giáo Hoàng. Rất nhiều cặp cầu nguyện với Giáo Hoàng Gioan 23 để xin có con. Trong căn nhà ở quê hương Soto in Mont, gần Bergame, có một phòng đầy cả nơ xanh, nơ hồng, hình trẻ con và lời tạ ơn. Tạ ơn vì đã được nhận ơn. Tất cả là của Chúa. Dù sao, qua các thánh, tất cả lời cầu nguyện đều dâng lên Chúa. Chúa của sự sống, Chúa của sinh sản. Và Đức Mẹ, biểu tượng tiêu biểu của tình mẫu tử, là người đầu tiên cầu bầu cho chúng ta. Từ Đức Mẹ đến với Chúa. Một lời cầu nguyện nhỏ dâng lên mẹ hoặc các thánh để xin mình được có con. Con tạ ơn Chúa cho vợ chồng chúng con, cho chúng con được gặp nhau, cho tình yêu của Chúa đã kết hiệp chúng con. Chúa biết chúng con hứa trung thành yêu nhau trọn đời và chúng con ước mong có một đứa con mà Chúa sẽ giao phó cho chúng con để làm con Chúa theo ý Chúa. Vì thế, hôm nay con đến với Chúa. Chúa đã thấy sự đau khổ của ông Abraham và bà Sarah hiếm muộn.
và Chúa đã ban cho ông bà người con yêu quý Isaac. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của ông Zacharia và bà Isabel, và Chúa đã cho hai ông bà Thánh Gioan Bautista. Qua lời cầu bầu của các thánh, hôm nay chúng con xin Chúa nhận lời chúng con, cho chúng con niềm vui được đón nhận sự sống trong căn nhà chúng con. Amen.